đó. Xin chào, rất là cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ mời chị Mai Lê Quyền coi có những người bạn thân cũ có thể lên hát birthday cùng với chú Châu. Hát birthday với em một bài chứ. Dạ, Má Phương Hồng Chi với chú Châu nữa nè. Mời Má Phương Hồng Chi. Tất cả mời thân phụ. Thương những nghệ sĩ nào lên hát birthday với Châu. Mời chị Phương Mai. Hát của mình nữa nè. Anh Philip Nam, chị Cẩm Thu. Trời ơi. Anh Nam ơi. Anh Nam mời anh Nam ơi. Đình Nam ơi. Mời xin các phương, mời phương, tay vừa thật, Phương Hồng Quế. Lên đây, lên đây, lên đứng trái tôi nè, đây thôi, tiếp thêm nước nữa. Ủa, chúng cháu có vợ rồi hả? Mời trở về sân khấu rồi đâu. Ồ, ngồi chị ơi. Ồ, bồ, bồ, thôi, bạn gái qua đây, bạn gái của chị Tâm. Đây nha. Biết được có hai chồng, chồng nhỏ, chồng lớn. Bây giờ thì sẵn có anh Nam ở đây. Chú Châu rất là cảm ơn anh Nam đã đến vui với chú Châu. Cảm ơn anh Hoàng Phúc, Hoàng Phúc, anh Quang Thải, Huy Thanh, Bảo Lộc, người em. Bây giờ chú Châu cùng với chị Mai Quyền sẽ gửi đến một liên khúc Hờn Anh Giận Em, ai trái tim này vì chưa ngỏ ý. Nhiều người ngắm
Phật.